Xin chào các bác ạ. Hôm nay em tiếp tục bàn giao xe lăn lên Phú Bình Thái Nguyên cho anh khách mua xe bên em, mua ủng hộ qua kênh YouTube của em. Thì anh này là ở cạnh một cái anh mà hôm trước giao con Mitsu 2,5 tấn, hai anh chốt liền hai con, vừa xuống công rồi chốt liền luôn. Nhưng mà một con đang kiểm trước, một con đang kiểm sau nên là một em giao trước, một em giao sau luôn. Hai anh em gọi là coi như có họ ấy. Đấy, mua liền hai con sát nhà nhau. Đấy, càng thì cũng không cần dài, càng chiếm 92 thôi, sắp lông 3 mét và có gần gù. Đấy, lắp thì bốn quả lắp đặt rất là đẹp cho khách hàng luôn. Bình bọt máy móc con này luôn. Số thì là số tự động thôi nhé. Số tự động, ghế ghế bọc lại này. Đấy, sơn zin nguyên bản cả xe. Bình bọt máy móc rất là ngon luôn. Bình cực ngon luôn. Đấy, máy móc zin đen đẹp. Lọc nước tay hết luôn rồi. Chung là xe thì đẹp miễn bản luôn. Tem xe giấy tờ đầy đủ nhá. Đấy, chiếc này thì em bán có hơn 100 luôn, rất là rẻ, gần gù nữa. Các bác nào mà quan tâm dòng xe lăn hàng Nhật bãi thì alo em nhé, em tư vấn cho các bác. Đấy, dòng này em mới về, một lô này mới về nên em sẽ làm đèn gói gương sinh nhan để đăng kiểm và khí thải. Đấy, sẽ đặt khí thải thì mới đăng kiểm được. Còn đây, đấy, bãi đây. Em thì có cả xe lăn dầu, xe lăn điện, xăng ga. Các bác nào mà quan tâm các dòng đấy thì alo em nhé, 0379 85 16. Đấy, rất hạnh phúc các bác nhé.